Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nước này đã quyết tâm loại bỏ tên lãnh đạo chính trị Hamas, Yahya Sinwar, người vừa được bổ nhiệm thay thế lãnh đạo Ismail Haniyeh bị ám sát hồi tuần trước. Theo hãng tin AFP, ông Netanyahu nói, chúng tôi đã chuẩn bị cả về mặt phòng thủ và tấn công. Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Hagi Halavi, tuyên bố lực lượng Israel sẽ tìm ra hắn là ông Sinwar, tấn công hắn và buộc Hamas phải thay lãnh đạo mới. Lời cảnh báo của Israel được đưa ra trong bối cảnh Israel đang chờ đợi một đòn trả đũa tiềm tàng từ Iran và lực lượng thân Iran sau cái chết của lãnh đạo chính trị Hamas, Haniyeh, mà Iran cho rằng là do bị Israel ám sát. Israel dù không nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng tuyên bố đã sẵn sàng cho bất kỳ điều gì xảy ra và sẽ đáp trả mạnh nếu bị tấn công. Về phần tên lãnh đạo chính trị Sinwar, Israel gọi ông này là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công của Hamas và lãnh thổ Israel hôm ngày 7 tháng 10 năm 2023. Một thành viên cấp cao của Hamas nói với AFP rằng việc Hamas lựa chọn ông Sinwar làm lãnh đạo chính trị đã gửi đi một thông điệp rằng nhóm này sẽ tiếp tục con đường kháng cự. Căng thẳng giữa Israel-Hamas leo thang khi cuộc chiến của hai bên tại dải Gaza bước sang tháng thứ 11. Đến nay, xung đột này khiến cho 1.198 người tại Israel thiệt mạng, 111 người vẫn đã bị bắt làm con tin. Xung đột này đã giết chết 39.677 người Palestine ở Gaza, trong đó bao gồm hơn 20 người thiệt mạng trong ngày qua. AFP dẫn thông tin từ cơ quan y tế Gaza. Hamas bổ nhiệm lãnh đạo chính trị mới là người đứng sau vụ tấn công Israel ngày 7 tháng 10. Ngày 6 tháng 8, phong trào Hồi giáo Hamas bổ nhiệm lãnh đạo Hamas ở dải Gaza. Ông Yahya Sinwar làm người đứng đầu bộ phận chính trị của nhóm này sau khi lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh bị ám sát hồi tuần trước, đài CNN đưa tin. Phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas thông báo lựa chọn chỉ huy Yahya Sinwar làm người đứng đầu cơ quan chính trị của phong trào, kế nhiệm chỉ huy tử vì đạo Ismail Haniyeh, theo tuyên bố của Hamas. Ông Sinwar, 61 tuổi, bị Israel cáo buộc là kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel. Ông Sinwar hiện sống trong các đường hầm bên dưới dải Gaza. Ông vẫn an toàn bất chấp các đợt tấn công liên tục từ Israel. Bình luận việc Hamas bổ nhiệm lãnh đạo chính trị mới, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn tướng Daniel Hagari nói rằng Israel đã chỉ định một nơi duy nhất cho ông Sinwar, đó là ngay cạnh ông Mohammed Deif và tất cả những tên khủng bố khác chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Đó là nơi duy nhất chúng tôi đang chuẩn bị và chỉ định cho hắn ta, ông Hagari nói, nhắc lại việc Israel gần đây đã ám sát chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif. Ngày qua, nhóm vũ trang Hezbollah Lebanon và phong trào Hồi giáo Jihad Palestine hoan nghênh việc Hamas bổ nhiệm ông Sinwar. Theo các nguồn tin của CNN, việc ông Sinwar trở thành lãnh đạo chính trị của Hamas khiến triển vọng về lệnh ngừng bắn và đàm phán con tin giữa Hamas với Israel trở nên khó đoán. CNN dẫn lời ông Bassem Naim, một thành viên của ban chính trị Hamas, rằng việc ông Sinwar thay thế ông Haniyeh có nghĩa là Israel đã chọn ám sát những người đàm phán và chúng tôi chọn người có thể buộc Israel phải ký thỏa thuận. Gần đây, tin tức về hai vụ ám sát lãnh đạo Hamas đã làm cho Trung Đông dậy sóng. Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran, Iran, sau khi ông dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Hamas và Iran cáo buộc Israel là chủ mưu, nhưng Israel hiện tại vẫn im lặng trước cáo buộc này. Điều tra sơ bộ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho rằng Israel đã bắn một quả đạn tầm ngắn vào nơi ông Haniyeh lưu trú. Một ngày sau, quân đội Israel cho biết lực lượng này đã hạ lãnh đạo quân sự Hamas Mohammed Deif trong cuộc không kích trong ngày 13 tháng 7 vào thành phố Khan Yunis. Hamas vẫn chưa xác nhận thông tin này. Nếu ông Deif thiệt mạng thì đây sẽ là quả ngọt cho nỗ lực kéo dài nhiều năm của Israel nhằm tiêu diệt lãnh đạo cấp cao thứ hai của Hamas sau lãnh đạo Hamas ở Gaza, ông Yahya Sinwar. Tin tức về những vụ ám sát những nhân vật máu mặt của Hamas có vẻ như là một chiến thắng của Israel và giáng đòn mạnh lên Hamas. Tuy nhiên, không ít nhà quan sát lại cho rằng những việc này chỉ mang lại lợi ích trong ngắn hạn, mà cái giá phải trả là mất đi thành công chiến lược lâu dài, theo tờ The New York Times. Bà Tahani Mustafa, chuyên gia cấp cao về Palestine tại nhóm khủng hoảng quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận đa quốc gia chuyên cung cấp phân tích chính sách về việc chấm dứt xung đột, cho rằng thay vì gây ra sự rối loạn trong Hamas và gieo rắc nỗi sợ hãi, những vụ ám sát sẽ có tác dụng ngược, theo tờ Politico. Theo bà Mustafa, Hamas không phụ thuộc vào các cá nhân cụ thể và việc ám sát không phải là điều gì đó có thể làm chệch hướng đi của Hamas, cả về mặt chính trị lẫn quân sự. Bà cho rằng điều cần lưu ý là những vụ ám sát này có thể sẽ khiến cho giới lãnh đạo Hamas cứng rắn hơn. Trong những thập niên qua, các chiến dịch ám sát của Israel chống lại đối thủ Palestine luôn gây sự tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng chiến thuật này chỉ đơn thuần tạo ra cơ hội cho các đảng hoặc các nhà lãnh đạo mới cực đoan hơn nổi lên thay thế lực lượng cũ để đối đầu với Israel. Theo The New York Times, chẳng hạn vào năm 1970, Israel đã ám sát ông Wadi Haddad, thủ lĩnh quân sự của mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine, dẫn đến sự sụp đổ của nhóm này. Tuy nhiên, một thập niên sau, Fatah, lực lượng dân tộc chủ nghĩa của lãnh đạo Palestine Yassir Arafat, đã nổi lên thay thế nhóm này. Sau đó, Israel cũng đã giết lãnh đạo quân sự Khalil el-Wazi của Fatah, nhưng không làm tê liệt được lực lượng này. Theo Bộ Y tế Gaza, chiến dịch quân sự mà Israel phát động để trả đũa các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas đã khiến cho 90% trong số 2 triệu cư dân của Gaza phải sơ tán, san bằng nhiều khu vực của vùng đất này và khiến cho 39.000 người, theo Bộ Y tế Gaza. Mặc dù vậy, Hamas không chỉ hoạt động mà còn tuyển mộ các chiến binh mới ở cả Gaza và các khu vực khác. Các chiến binh Hamas cũng bắt đầu tái xuất hiện ở những khu vực mà Israel đã đánh đuổi họ từ nhiều tháng trước. Đối với Hamas, kim chỉ nam hoạt động là chỉ cần sống sót trước một quân đội hùng mạnh hơn nhiều. Điều này đã mang lại một chiến thắng mang tính biểu tượng, cũng như là cơ hội duy trì quyền lực vượt qua nỗi đau mà Israel đã gây ra. Chuyên gia Mustafa cho rằng, có lẽ nguyên tắc quan trọng nhất cho sự tồn tại của Hamas là không quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ vật chất từ những bên ủng hộ ở nước ngoài, theo New York Times. Iran là nguồn cung cấp tiền và vũ khí chính cho Hamas, nhưng hiện tại Iran cũng đang rất thận trọng để giữ mình không bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh khu vực. Cho đến nay, Hamas dường như vẫn duy trì khả năng tự lực, ngay cả khi Israel siết chặt vòng vây ở Gaza. Hamas có các kỹ sư riêng, là những người biết cách tận dụng bất kỳ thứ gì có thể tìm thấy được trên mặt đất, từ những đồ thu giữ được ở các căn cứ Israel, hay các cuộc phục kích Israel, hay là việc bóc tách những vật liệu cần thiết từ những quả đạn, pháo chưa nổ và máy bay không người lái UAV bị rơi. Bà Mustafa nhận định, Hamas nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ bên ngoài về tài chính và đào tạo, nhưng về mặt hậu cần, phần lớn trong số đó là do họ tự làm. Đó là lý do tại sao đã gần 10 tháng xung đột với Israel, bạn vẫn chưa thấy sự phản kháng của Hamas yếu đi. Tuy nhiên, không phải tất cả giới chuyên gia về Hamas đều tin rằng nhóm này có thể tồn tại trước những áp lực hiện nay. Một số nhà phân tích như là ông Michael Stephens tại tổ chức nghiên cứu Royal United Service Institute có trụ sở tại London tin rằng các cuộc tấn công, bao gồm ám sát, của Israel sẽ gây ra thiệt hại tạm thời, đủ để buộc Hamas phải nhượng bộ nhiều hơn. Iran toan tính về đòn trả đũa không báo trước với Israel, khu vực Trung Đông nóng gian. Theo giới quan sát, khả năng Iran trả đũa Israel sau vụ lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát hôm 31 tháng 7, chắc chắn xảy ra. Câu hỏi là Iran sẽ chọn kịch bản nào với Israel? Vụ lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát tiếp tục làm nóng lên tình hình an ninh Trung Đông. Iran và các đồng minh trục kháng chiến đang cân nhắc phương án trả đũa Israel. Ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, công bố một số chi tiết liên quan đến cuộc điều tra về vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát, rằng ông này bị giết bằng một quả bom tầm ngắn, theo hãng thông tấn IRNA. Theo IRGC, quả đạn giết chết ông Haniyeh có đầu đạn nặng khoảng 7 kg, gây ra một vụ nổ mạnh và được bắn từ bên ngoài vào nhà khách nơi ông lưu trú tại thủ đô Tehran, Iran. Cuộc tấn công khủng bố này được chế độ Do Thái Israel lên kế hoạch và thực hiện, được chính phủ Mỹ hỗ trợ, theo tuyên bố của IRGC. Tuyên bố cũng cảnh báo rằng việc lãnh đạo Hamas bị ám sát sẽ dẫn tới đòn trả đũa quyết liệt diễn ra vào thời điểm, địa điểm và cách thức thích hợp. Tuyên bố của IRGC khác với các báo cáo trước đó từ truyền thông phương Tây rằng lãnh đạo Hamas bị giết do một quả bom được lén đưa vào tòa nhà từ 2 tháng trước. Tờ The New York Times ngày 1 tháng 8 dẫn lời 7 quan chức thạo tin rằng bom đã được tuồn vào nhà khách Nesat và được đặt vào chính xác căn phòng nơi lãnh đạo Hamas lưu trú khi đến Iran trước khi chúng phát nổ và đoạt mạng ông Haniyeh hôm 31 tháng 7 tại thủ đô Tehran. Nhà khách này nằm trong một khu phức hợp cao cấp do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran điều hành và bảo vệ. Cũng trong ngày 3 tháng 8, hai nguồn tin Iran của tờ The New York Times cho biết Tehran đã bắt hơn 20 người, bao gồm sĩ quan tình báo cấp cao, sĩ quan quân đội và nhân viên tại nhà khách để điều tra vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát tại đây. Theo hai quan chức Iran đề nghị được giấu tên này, đơn vị tình báo chuyên trách về gián điệp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đang tiến hành điều tra và đang truy lùng những nghi phạm mà cơ quan này cho là sẽ tìm ra manh mối của những ai đã lên kế hoạch hỗ trợ và thực hiện vụ ám sát lãnh đạo Hamas. Thông tin về vụ bắt giữ diện rộng này được đưa ra sau khi IRGC ra tuyên bố rằng quy mô và chi tiết của vụ việc đang được điều tra và sẽ được công bố kịp thời. Hiện IRGC vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về vụ bắt giữ cũng như điều tra về vụ nổ, bao gồm nguyên nhân. Iran sẽ chọn kịch bản đáp trả nào? Giới phân tích cho rằng Iran và các nhóm đồng minh của Tehran chắc chắn sẽ đáp trả Iran để tìm cách khôi phục khả năng răn đe đối với Israel mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tuy nhiên, ranh giới của những toan tính sai lầm là rất mong manh. Theo hãng tin Al Jazeera, một trong những chủ đề tranh luận tại Iran hiện nay là nước này cần phải thể hiện phản ứng cứng rắn và thể hiện sự sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến tranh. Các nhà lãnh đạo Iran nghĩ rằng nếu họ không làm như vậy thì Israel sẽ không dừng lại và sau một thời gian, các quan chức Iran có thể sẽ bị Israel nhắm mục tiêu công khai ngay tại bên trong quốc gia của họ. Ông Hamid Reza Azizi, chuyên gia về Iran và là thành viên không thường trú của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu tại Doha, thủ đô Qatar cho biết. Ông Nicholas Blanford, chuyên gia về Hezbollah tại Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ, nhận định rằng chiến lược tổng thể sắp tới của Iran sẽ không phải là một cuộc tấn công hiệp đồng cùng với trục kháng chiến. Cơ bản là do Hezbollah không muốn leo thang vấn đề này thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Do đó, đòn trả đũa sắp tới có thể sẽ diễn ra theo hướng riêng lẻ, bắt đầu bằng một đòn trực diện từ Iran và sau đó là cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang khác nhằm vào Israel. Tôi nghĩ họ sẽ nhắm tới một mục tiêu quân sự cấp cao, ông Blanford nhận định. Phương án trả đũa sắp tới Iran sẽ tung ra đối với Israel sẽ còn phụ thuộc vào ý chí của lực lượng Hezbollah, trong đó cân nhắc liệu rằng có phối hợp với Tehran tấn công hiệp đồng Tel Aviv hay không, theo Al Jazeera. Tuy vậy, khả năng Hezbollah tham gia tấn công hiệp đồng cùng Iran không phải là không thể xảy ra. Ông Mohannad Hangit Ali, một chuyên gia về Lebanon và là thành viên cấp cao của Trung tâm Trung Đông Carnegie ở Beirut, lưu ý rằng Hezbollah đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì đã giết chỉ huy quân sự Forshof của nhóm này hôm 30 tháng 7. Do đó, có lý do để dự đoán rằng Hezbollah sẽ phối hợp với Tehran tấn công Tel Aviv. Giới phân tích cảnh báo rằng một cuộc tấn công quy mô lớn từ Iran và trục kháng chiến có nguy cơ sẽ gây thương vong cho cả quân nhân hoặc dân thường Israel, từ đó làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho rằng đòn trả đũa lần này của Iran có thể sẽ tương tự như lần phóng loạt tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái vào Israel vào ngày 13 tháng 4 liên quan đến vụ Đại sứ quán Iran bị tập kích, giết chết tướng chỉ huy hàng đầu của lực lượng tinh nhuệ Tehran. Song quy mô có thể lớn hơn và phức tạp hơn trước, bao gồm khả năng Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm tấn công Israel từ nhiều hướng. Chuyên gia Azizi nói, Iran sẽ không báo trước về đòn trả đũa như đã làm hồi vụ Đại sứ quán Iran bị tập kích. Theo ông Azizi, Iran coi vụ tấn công Đại sứ quán là một tính toán sai lầm của Israel, nhưng lại coi vụ ám sát lãnh đạo Hamas là một hành động khiêu khích trực tiếp từ phía Tel Aviv. Dựa trên những gì tôi thấy, lần này Iran có thể không thực sự đưa ra cảnh báo trước chính xác cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực về đòn trả đũa Israel. Iran coi hành động kiểu này không có tác dụng ngăn chặn Israel, ông Azizi nói. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.